Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel chia sẻ kiến thức và review các sổ đồng hồ của Desigo. Ở video trước thì mình đã chia sẻ với anh em mẫu đồng hồ hàng nội địa Nhật rất là độc dành cho những anh em mệnh thổ và hỏa. Hôm nay thì mình xin phép được tiếp tục giới thiệu với anh em mẫu đồng hồ cao cấp tương đồng dành cho những anh em mệnh mộc và mệnh thủy. Đó chính là mẫu Orient Star Open Heart mà mình đang có ở đây, một chiếc đồng hồ được sản xuất riêng ở thị trường Nhật Bản. Với cái xuất xứ, thiết kế và màu sắc như vậy thì đây thực sự là một sản phẩm rất là hiếm ở Việt Nam. Các bạn có thể thấy ở đây thì là thẻ tang của em nó. Mã của em nó là VZ0081DA. Mã VZ này chính là mã sản xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật. Còn các cái mẫu phiên bản quốc tế thì thường có mã là SDA. Chữ DA để cho ta biết về cái dòng máy của em nó sử dụng. Đây chính là máy 40R với 22 chân kính và tần số dao động là 21.600 lần trên giờ. Số 0081 thì cho ta biết về kiểu dáng, mặt và dây. Nếu như cái mẫu 0241 lần trước thì có dây da, mặt màu đỏ đô thì mã 0081 mình đang có ở đây thì có màu xanh với dây đeo bằng thép không gỉ. Bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết để em nói cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Về mặt dial thì như anh em có thể thấy ở đây, em nó sở hữu mặt dial có màu xanh navy độc đáo dành riêng của thị trường Nhật Bản. Với cái thiết kế mặt dial có các cái tia mặt trời nhỏ khiến cho ánh xanh navy này khi nhìn ở các cái góc nhìn khác nhau thì sẽ chuyển sang màu xanh đen, và màu đen rất là thú vị. Đây là một mẫu không có lịch thứ ngày. Ở phía góc 6 giờ thì vẫn là biểu tượng của chữ S với dòng chữ Orient Star, một hình ảnh rất đặc trưng và quen thuộc của dòng Orient Star. Ở góc 9 giờ là trái tim của cỗ máy được nằm lộ ra. Có phần cửa sổ này thì anh em có thể thấy được rõ cái phần chuyển động liên tục của cơ cấu bên trong. Anh em có thể thấy ở đây là phần máy lộ ra với chân kính bằng đá hồng ngọc nhân tạo nhưng rất là đẹp. Ở vị trí 12 giờ trước hướng 1 giờ là phần kim báo năng lượng, giúp anh em có thể biết được cái mức năng lượng dự trữ của nó, em nó rất là tiện dụng. Thêm nữa thì với cái sự xuất hiện của phần kim báo năng lượng này thì cũng khiến cho cái mặt dial trở nên trẻ trung và sinh động hơn. Anh em cần lưu ý là khi lâu sử dụng hoặc là ít vận động kim năng lượng chỉ dưới 20 giờ thì anh em nên bù năng lượng cho em nó bằng cái tính năng nên có tay. Qua cái phần kim báo năng lượng này thì ta sẽ dễ dàng quan sát thấy cái mức năng lượng dự trữ cực kỳ là tiện ích. Anh em sẽ không còn lo đồng hồ bị dừng do hết năng lượng hay là nên cót quá tay gây ảnh hưởng làm hỏng máy. Bây giờ thì mình sẽ nên cót tay cho anh em quan sát cái sự hoạt động của phần báo kim năng lượng này. Anh em có thể nhìn thấy đây là khi mà mình nên cót thì cái kim này nó đang nhích dần lên. Về phần kim và cọc số thì em nó sở hữu 3 kim nhọn dáng dolphin. Phần kim này thì cũng rất là đặc biệt với cái thiết kế vắt cạnh của kim, một bên thì được nằm mờ, còn một bên thì được đánh bóng. Điều này thì khiến cho kim có các cái góc phản quang trở nên nổi bật và lấp lánh hơn. Ở giữa hai kim giờ phút là các cái vạch màu dạ quang nhìn trẻ trung, có nhờ giúp cho anh em có thể xem giờ vào buổi tối. Em nó sở hữu cọc số nổi 3D hình thang và vắt cạnh ngoài bóng phản quang rất là lấp lánh. Ở phần đầu phía ngoài các cọc số thì đều có các chấm tròn phản quang, kết hợp với cái phần kim dạo quang thì sẽ giúp cho anh em xem giờ buổi tối một cách dễ dàng và chính xác. Ở vị trí 3, 6, 9 và 12 giờ là sự kết hợp của cọc số La Mã giúp tăng cái sự sang trọng cổ điển của em nó, khiến cho phần mật số có cảm giác không còn đơn điệu nữa. Là một sản phẩm cao cấp của Orient, vì vậy em nó sở hữu cái mặt kính sapphire nguyên khối, nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng chống sước của em nó trong sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên anh em cần lưu ý là không nên thử cái độ cứng của mặt kính bằng các cái vật dụng có độ cứng cao hơn sapphire như là dao cắt kính. Ở cạnh bên góc 3 giờ nó núm được khắp biểu tượng chữ S rất là đặc trưng của dòng Orient Star. Bề dày của em nó là 11,9mm, kích thước mặt là 39mm thuộc size phổ thông hơi nhỏ. Tuy nhiên thì cái khoảng cách nắp tung nắp là 47mm nên là vẫn rất là dễ đeo cho anh em. Nó sẽ là vừa với những em có chu vi cổ tay từ 15-17cm. Phần tay nắp của em nó được thiết kế rất là tỉ mỉ và độc đáo với cái rãnh vuốt cong ở đây. Với cái thiết kế này thì tạo cái điểm nhấn khác biệt, nó còn giúp cho cái phần tay nắp ít bị xước hơn. Phía viền cạnh máy và nắp thì được máy sức mờ với cái độ hoàn thiện rất là tốt nên nhìn thực tế thì rất là mịn và đẹp. Với những đặc điểm như trên thì em nó là một sự lựa chọn phù hợp với những anh em công sở yêu thích cái sự thanh lịch và sang trọng. Bây giờ thì mình sẽ lên tay để cho anh em cùng quan sát. Cổ tay của mình thì là 15cm nên là đeo em nó thì thấy rất là vừa và ôm tay.
Về phần máy thì như anh em nhìn thấy ở đây, mã két của em nó là DA02C0BCA, cho chúng ta các cái thông tin về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu mặt kính, vỏ máy. Dòng máy mã DA này sở hữu cái cỗ máy 40R với 22 chân kính và độ dự trữ năng lượng là 40 giờ. Top Sapphire Crystal là mặt kính sapphire sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Độ trữ nước là 10 bar, tương đương với lại 100 mét nước. Với thông số này thì về mặt lý thuyết anh em có thể sử dụng trong bơi nội được. Tuy nhiên thì thực tế anh em vẫn nên hạn chế sử dụng đi bơi vì cái phần núm của em nó có thể bật ra. Về phần dây của mẫu WZ0081DA thì sở hữu dây thép đúc bằng thép không gỉ 316N nhìn rất là đẹp. Các bạn có thể quan sát chi tiết ở đây, em nó sở hữu cái dây đề mi bạc với phần mắt giữa lớn có cạnh được mài bóng, khiến cho dây trở nên đẹp hơn và lấp lánh hơn. Về mặt các mắt dây thì được mài xước với độ hoàn thiện cao, nhìn rất là mịn. Với thiết kế mài xước như vậy thì sẽ khiến cho dây trở nên lấp lánh hơn, có điểm nhấn hơn và quan trọng là nó sẽ khó bị cũ đi do những cái vết xước nhỏ khi mà thời gian dài sử dụng. Em nó sở hữu khóa gập bằng thép đúc chắc chắn. Ở phần mặt khóa chúng ta tiếp tục bắt gặp cái biểu tượng chữ S đặc trưng của dòng Orient Star. Phần thanh gập và mặt khóa thì đều được mài sắc mờ tỉ mỉ với độ hoàn thiện cao, nhìn mịn và đẹp. Trên đây là video review sản phẩm mẫu đồng hồ cao cấp nội địa Nhật Orient Star WZ0081DA của Doseco. Đây là một sản phẩm mới của Doseco cung cấp với mức giá khuyến mại bên Doseco cho sản phẩm này đang là 8,8 triệu đồng, chỉ bằng 60% mức giá mà hãng niêm yết. Cùng với chế độ bảo hành 2 năm thì đây thực sự là một cái sản phẩm rất đáng quan tâm với anh em công sở yêu thích sự thanh lịch và sang trọng. Anh em có thể đặt mua sản phẩm theo số hotline mà mình để trong video hoặc tới mua trực tiếp tại cửa hàng tại địa chỉ mà mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thích hoặc thấy video này hữu ích, vui lòng hãy like, share video tới những người bạn của mình và đừng quên để lại comment những ý kiến của các bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Doseco, các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh. Video của Doseco đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.